con cầm như kiểu sắp rồi. Sắp chiếc đài này đi, lấy đài này. Thank you.
chị không chặt ra từng đấy một, chặt ra từng nải, đưa chị mở ra cắt cho, cắt ra bán cho lại cầm. Mang... trái nhìn nó cầm ngượng ngượng nhỉ, mang con cầm như kiểu rồi, sắp ra vào tay rồi. Vung vào nhau, mất tim máu. Cho chị lại dưới này nữa này. Thôi chị lấy một nải thôi, cái này em với cái đứa kia nó này. Đấy. Chị kia đúng không? Một nải này chia nhau đi. Thôi các bà bỏ tay ra. Thôi dặn chị dưới kia rồi. Thế chị lại lại đi, lấy nải đi. Thế con nải này đây. Chia nhau mỗi một nải. Một nải. Này em ơi. Lấy sáu, lấy rẻ lấy cho 5.000 đi. Lấy cho 5.000 đi, cắt ra. Này gì cắt tương cái gì. Thế là chị đưa nó qua. Lại này anh nó. Trả lại chị đi. Để cho uống được nải đẹp nhất. Thế là đẹp nhất, tròn như quả ấy. Cho bà lên trước, cho bà được cửa quả đẹp, đúng rồi. Bà ấy lên trước thì cho lại đẹp đi. Cho chị mượn con ra. Anh quý ấy. Cho chị. Ôi, chẳng cắt. Nếu mà lấy thì cần thì cắt ra. Hả? Nếu mà lấy bán thì cần thì cắt ra thì cho cả quả vé ăn. Tự nhiên mang rác về nhà là mình làm gì? Cái gì á? Yên mang ra về nhà mình làm gì? Lọc chuối nạ thích. Chuối nó to. Chuối nạ thích với nhau mà. Hết rồi à? Hết rồi. Mùa này không có, mùa kia có mà. Ông cái mùa kia có mà nhiều. Đây đây. Ui giời. Cái béo quá đi. Bé ngon nè. Cái này của chị tin đây. Cá.
Để ngoài cửa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.